Tin cực nóng, cô Hằng đã khai ra hết Phan Văn Mãi, Lê Hồng Nam dính vào con đường cùng. Thưa quý vị, hãy xứng đáng là người có nhân tâm, khí phách và bản lĩnh thì nhân dân mới kính nể và tôn trọng. Giá như ở Thành phố Hồ Chí Minh mà ban đầu khởi tố vụ án trước như ở Bình Dương, có nghĩa là hai bên đang bị nghi ngờ là có tội, chưa ai trở thành bị can, cô Hằng chưa thể bị bắt khi có đầy đủ chứng cứ mới khởi tố bị can, thì vụ án sẽ được dư luận nhìn theo một chiều hướng tích cực hơn. Theo như nhiều người phản ánh, phân tích, bình luận, thì vụ án này chắc phải có nhiều bị can chứ không phải chỉ có mỗi mình cô Phương Hằng. Theo đó, cơ quan chức năng nên giải quyết cho cô Phương Hằng tại ngoại để củng cố hồ sơ và cũng là để mà chứng tỏ mình có thành ý xử sai cho việc đã quá vội vàng, chưa khởi tố vụ án mà đã khởi tố bị can. Vì trên nguyên tắc, theo pháp luật, khi mà vụ án có liên quan đến nhiều đối tượng thì phải khởi tố vụ án trước khi khởi tố bị can. Sinh ra, người ta thì vốn không ai hoàn hảo cả, do vậy nếu chúng ta lỡ sai sót do nóng vội thì cũng là chuyện thường tình mà thôi. Nhưng thấy sai mà sửa sai kịp thời thì đó mới là người thật sự có nhân tâm, có khí phách và có bản lĩnh. Sẽ có một thế lực nào đó tác động, sự quy trục và ngụy biện, hàn học và đấu kỵ và được thể hiện rất rõ trong sự việc cô Phương Hằng. Và chỉ khi nào mà Trung ương vào cuộc thì lòng người mới yên. Vụ án này đối với cô Nguyễn Phương Hằng dù sao thì vẫn là ghi nhận về lượng nước mắt đã rơi, sự trăn trở của người dân đối với lương tâm như thế nào, là người tử tế và lòng tốt, giá trị của sự tử tế được đong đếm là bao nhiêu. Và chắc chắn một điều về số lượng người đồng phạm với cô Nguyễn Phương Hằng đến giờ phút này là vô số kể. Vì một vụ án đã đi vào lòng người yêu lẽ phải, kẻ ngu thì luôn cho rằng vụ cô Phương Hằng là nhỏ, nhưng chỉ là vụ chửi nhau, rác rưởi không đáng để quan tâm. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận một cách khách quan, thì vụ án này còn quan trọng hơn rất nhiều so với các vụ án Việt Á, FLC, lãnh sự mua bán thuốc ung thư giả. Vì sao? Vì vụ cô Phương Hằng rất và có rất nhiều có thể liên quan đến nguyên nhân của sự bất ổn xã hội miền Nam. Thế lực ngầm đang ra sức hả hơi tiếp sức cho sự lũng đoạn về kinh tế, chính trị, văn hóa, xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, nhân dân, đặc biệt là liên quan đến lòng dân. Thử hỏi từ trước tới nay, có vụ án nào được nhiều người quan tâm như vụ án này hay không? Người ta quan tâm không phải theo kiểu sùng bái mù quáng, chỉ vì yêu hay ghét ai đó, mà người ta quan tâm là vì đang trông mong vào công lý và đang chờ xem chính nghĩa thắng hay tà quyền thắng để mà thở phào một cách nhẹ nhõm. Theo đó, với những kẻ cố tình không quan tâm thì đích thị là có vấn đề rồi. Đó là những kẻ cơ hội, còn những kẻ giả vờ không quan tâm để chứng tỏ mình là người không lắm chuyện thì lại có vấn đề hơn, đó chính là những kẻ ba phải. Cũng một thông tin cực nóng trong bản tin của chúng tôi ngày hôm nay là Giám đốc Công an Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã lộ rõ nguyên bản chất của mình muốn lấy lại toàn bộ tài sản của cô Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, mới đây, trên trang báo Dân Việt số ra ngày 24 tháng 3, như quý vị đã biết là đăng bài là số kim cương của cô Nguyễn Phương Hằng đeo trong các buổi live stream là sẽ bị thu giữ, đặc biệt là trong bài báo này cho rằng đối với các trang sức kim cương và những thứ khác mà cô Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng trong các buổi live stream phát trực tiếp có liên quan đến tội phạm thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng sẽ thu giữ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, việc cô Nguyễn Phương Hằng bị bắt và bị ghép vào điều 331 đã khiến cho khán giả và người dân trong cả nước hết sức bất bình liên quan tới những là sự việc pháp luật trong thời gian vừa qua bị xâm phạm một cách nghiêm trọng. Đến giờ phút này thì cơ quan chức năng cũng đã tiến hành xử ép đối với cô Nguyễn Phương Hằng, đặc biệt hơn là trong thời gian vừa qua, ai cũng biết rõ cô Nguyễn Phương Hằng là không có gian dối khuất tất, cho nên các nghệ sĩ là cô đã vạch trần những bộ mặt của bọn chúng ăn chặn tiền từ thiện trong thời gian vừa qua. Ngay sau đó thì cô Nguyễn Phương Hằng cũng đã có những bức xúc của mình trên sóng live stream và đặc biệt là những vấn đề liên quan tới việc dồn ép cho cô Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể nhất mà đỉnh điểm là quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với cô Nguyễn Phương Hằng, nên ngay lập tức cô Nguyễn Phương Hằng đã có những thái độ cứng rắn dành cho các cơ quan chức năng liên quan đến những vấn đề xử ép đối với mình. Thì mới đây cơ quan chức năng Công an Thành phố Hồ Chí Minh, mà đặc biệt là người đứng đầu là Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh ông Lê Hồng Nam, đã nhận được sự chỉ đạo của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi là khởi tố bắt tạm giam cô Nguyễn Phương Hằng nhằm bịt miệng sau khi mà bà Nguyễn Phương Hằng không có tội gì thì để cho ghép bà vào tội danh là 331. Nhưng một điều cho thấy đó là cho đến giờ phút này những vấn đề liên quan tới cô Nguyễn Phương Hằng thì đã nhìn thấy rõ khán giả và cộng đồng mạng hết sức bất bình liên quan tới việc các hành động của các cơ quan chức năng đã làm đối với cô Nguyễn Phương Hằng. Thứ nhất là cô Nguyễn Phương Hằng không phải là thuộc loại phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc là nghiêm trọng nên cô Nguyễn Phương Hằng hoàn toàn có đủ điều kiện để được tại ngoại và bảo lãnh. Thứ hai, liên quan tới những vấn đề của cô Nguyễn Phương Hằng, phát ngôn trong thời gian vừa qua là những vấn đề hoàn toàn có thật, đúng sự thật mà các cơ quan chức năng đã bao che, lấp liếm. Đến giờ phút này muốn bịt miệng bà Nguyễn Phương Hằng để là giữ mục đích các mối liên hệ của mình trong vấn đề XYZ đó không lộ ra. Và ngoài những vấn đề đó, vấn đề thứ ba là các cơ quan chức năng đến giờ phút này muốn là
rút toàn bộ khối tài sản của cô Nguyễn Phương Hằng, đặc biệt là trái phiếu hay là các là viên kim cương của cô Nguyễn Phương Hằng đeo trong các buổi livestream thì lại nói là các tang vật trong vụ án. Theo đó, trên trang báo Dân Việt đã nêu quan điểm cho rằng về việc cô Phương Hằng bị khởi tố bắt tạm giam thì về hành vi là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân thì theo ông tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính pháp Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cũng cho hay rằng là luật pháp Việt Nam ghi nhận có quyền tài sản của công dân không hạn chế số lượng tài sản sở hữu và việc sở hữu tài sản theo nhu cầu và phù hợp với quy định của pháp luật. Và trong thời gian vừa qua, đặc biệt ai cũng nhìn thấy rõ là cô Hằng không có làm gì đến vi phạm pháp luật về số tài sản của mình, mà vi phạm pháp luật mà cô Hằng đã làm ra những cái khấu tài sản của mình là làm ăn chính đáng, không liên quan gì tới việc là cướp bóc hay là cướp giật của người khác mà có được những khối tài sản này. Nhưng đến nay thì các cơ quan chức năng đã đưa những vấn đề liên quan tới cô Nguyễn Phương Hằng ghép vào khối tài sản của cô Nguyễn Phương Hằng thì đây lại là một lần nữa khán giả và cộng đồng mạng đã nhìn thấy rõ mưu đồ toan tính của các cơ quan chức năng mà người đứng đầu là ông Phan Văn Mãi. Và tiếp theo là ông Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Nam muốn lấy toàn bộ khối tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng. Đây là một điều mà ai cũng nhìn thấy rõ. Thông tin đã đưa ra lý lẽ biện luận như sau: trang sức của cô Nguyễn Phương Hằng sẽ bị tịch thu trong những trường hợp là tang chứng vật chứng của vụ án, nhân vật chứng của vụ án mà là trang sức thì không thể ai mà tin được, đúng không quý vị? Liên quan tới những vật chứng mà cô Nguyễn Phương Hằng đã đưa ra trên sóng livestream thì nói đó là vật chứng thì không thể nào mà chấp nhận được cho một cơ quan pháp luật lại đưa ra những lý do biện luận như thế. Theo ông luật sư Cường còn cho rằng hiện nay cơ quan điều tra mới chỉ khởi tố cô Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm pháp luật là lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do hợp thức để thực hiện các hành vi xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, đến tổ chức và cá nhân. Cơ quan điều tra cũng sẽ thu thập các tài liệu chứng cứ, trong đó có lời khai của những người có liên quan, lời khai của những người làm chứng, lời khai của những người bị hại và sẽ thu thập các tài liệu đồ vật có liên quan đến vụ án này. Trong trường hợp là cơ quan điều tra xác minh hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện trên không gian mạng thì các công cụ phương tiện ghi hình phát trực tiếp lên không gian mạng sẽ là bị tịch thu hoàn toàn và những đồ vật này được xác định là vật chứng của vụ án, là chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội đối với trang sức kim cương và những thứ mà cô Nguyễn Phương Hằng sử dụng trong các buổi phát sóng trực tiếp. Nếu có liên quan phạm tội thì các cơ quan chức năng sẽ điều tra, tiếp tục thu giữ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngay lập tức thì khán giả và cộng đồng mạng đang nhìn thấy ngay mưu đồ của các cơ quan chức năng, đặc biệt đến giờ phút này là khối tài sản của cô Nguyễn Phương Hằng luôn bị các cơ quan chức năng, mà đặc biệt là Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhòm ngó đến khối tài sản của cô Nguyễn Phương Hằng. Mục đích trong thời gian tới đây, sau khi mà bắt giữ cô Nguyễn Phương Hằng thì bằng nhiều lý do biện luận chèn ép của mình thì các cơ quan chức năng sẽ tiến hành thu khối tài sản của cô Nguyễn Phương Hằng. Trong một động thái mới đây thì cơ quan Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành khám xét toàn bộ nhà của cô Nguyễn Phương Hằng, nói là thu giữ những toàn bộ tài liệu liên quan đến vụ án, nhưng thực tế là thu toàn bộ những điện thoại xịt của cô Nguyễn Phương Hằng. Và đến giờ phút này thì các cơ quan chức năng, mà đặc biệt là Công an Thành phố Hồ Chí Minh, lại tiếp tục thu giữ số kim cương của cô Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream mà cô Nguyễn Phương Hằng đã đeo trên người, thì đây lại là một trò cười cho thiên hạ. Pháp luật đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng liên quan tới những vấn đề mà các cơ quan chức năng đã làm, đặc biệt là Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày gần đây, và đã đưa ra liên tiếp các luật trừng để nhằm là áp đặt cho bà Nguyễn Phương Hằng trong thời gian tới đây. Thì sự việc bà Nguyễn Phương Hằng sẽ bị xét xử như thế nào chúng ta chưa cần biết. Quan tâm đến là chuyện thực tế trong thời gian là từ trước cho đến nay, nhiều vấn đề mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã làm đối với bà Nguyễn Phương Hằng thì người dân trong cả nước đã nhìn thấy rõ bộ mặt tráo trở của các cơ quan chính quyền địa phương mà người đứng đầu là ông Phan Văn Mãi và ông Lê Hồng Nam. Trong thời gian tới đây thì khối tài sản của vợ chồng cô Nguyễn Phương Hằng chắc chắn sẽ rơi vào tay của tên Phan Văn Mãi, phần lớn là liên quan tới các cơ quan chức năng ở Thành phố Hồ Chí Minh, khi mà các cơ quan này muốn dồn ép cô Nguyễn Phương Hằng vào đường cùng, đến là mục đích là chiếm đoạt khối tài sản của cô Nguyễn Phương Hằng. Và khán giả và cộng đồng mạng thì đến giờ phút này vẫn chưa hết là câu chuyện là bất bình liên quan tới việc là các ca nghệ sĩ bẩn ăn chặn tiền từ thiện, rồi sau đó liên tiếp đến việc mà cô Nguyễn Phương Hằng bị các cơ quan chức năng khởi tố bắt để điều tra liên quan tới điều luật là 331. Điều luật hết sức là vớ vẩn với là bản áp dụng cho bộ mà chỉ áp dụng đối với cô Nguyễn Phương Hằng. Nhưng thực tế thì ai cũng đã nhìn thấy rõ sự bức xúc của vợ chồng cô Nguyễn Phương Hằng đến giờ phút này có thể nói là lên đến cao trào, và đỉnh điểm trong thời gian vừa qua chính là các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đặc biệt là người đứng đầu
Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, nhờ đến vợ chồng cô Nguyễn Phương Hằng cùng với chú Dũng Lò Vôi năn nỉ vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi hãy bỏ khối tài sản của mình ra để mà cùng với cả nước chống dịch. Rồi sau đó ông chủ tịch này lại hứa hẹn với vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng sau khi hết dịch thì các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp và đặc biệt là tạo điều kiện ưu tiên cho vợ chồng cô Nguyễn Phương Hằng trong vấn đề kinh doanh làm ăn cho vợ chồng cô Nguyễn Phương Hằng và sẽ thu lại được lợi nhuận để bù đắp vào các khoản chi tiêu mà vợ chồng cô Nguyễn Phương Hằng, chú Dũng Lò Vôi đã quyên góp số tiền rất lớn cho các cơ quan chức năng, chính quyền, mà đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Nhưng cho đến nay, thì khi dịch bệnh vừa mới tạm lắng xuống, thì các cơ quan chức năng vẫn chưa có một động thái nào tạo điều kiện cho vợ chồng cô Nguyễn Phương Hằng, chú Dũng Lò Vôi trong việc kinh doanh và làm ăn. Trong khi đó, thì vợ chồng cô Nguyễn Phương Hằng, chú Dũng Lò Vôi đã ký là cầm thế chấp hàng loạt tài sản của mình để phục vụ cho công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa qua. Hiện giờ tất cả những khối tài sản này đang thế chấp tại ngân hàng, thì các cơ quan chính quyền địa phương mà đặc biệt là người đứng đầu là ông Phan Văn Mãi đã chỉ đạo cho Giám đốc Công an TP.HCM Lê Hồng Nam mục đích nhằm để là bắt cô Hằng để bịt miệng trong thời gian tới đây sẽ là hợp thức hóa toàn bộ khối tài sản của vợ chồng cô Nguyễn Phương Hằng và để thế chấp ngân hàng trong thời gian vừa qua để phục vụ cho công tác phòng chống dịch trong thời gian tới đây và khối tài sản của vợ chồng chú Dũng cô Hằng sẽ rơi vào tay của các cơ quan chức năng, chính quyền mà đặc biệt là người đứng đầu là ông Phan Văn Mãi. Nhưng chắc chắn rằng những phản ứng của dư luận và cư dân mạng xã hội, người dân trong cả nước trong thời gian tới đây sẽ còn là râm ran. Mặc dầu là trong những ngày gần đây thì các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các cơ quan công an luôn đưa ra những lời là hù dọa đối với những người dân trong nước để những người dân trong nước dập tắt những dư luận liên quan đến sự việc cô Nguyễn Phương Hằng. Nhưng chắc chắn thời gian tới đây thì sẽ không dễ dàng như các cơ quan chức năng và các cơ quan công an chính quyền địa phương đã từng làm đối với cô Nguyễn Phương Hằng, đối với người dân trong đất nước. Và cô Nguyễn Phương Hằng đã đanh thép tại cơ quan điều tra: "Tôi, cô Nguyễn Phương Hằng, chịu trách nhiệm với những việc làm đã làm trong năm vừa qua và tôi không quan tâm bản thân tôi sẽ phải nhận bao nhiêu năm tù, nhưng tôi chỉ yêu cầu pháp luật phải khách quan, minh bạch và công bằng. Còn nếu không công bằng với tôi, thì tôi cũng chẳng sợ vì mục đích của tôi đặt ra là sự thức tỉnh của nhân dân. Được bao nhiêu việc tôi làm để cho người dân trong cả nước thấy rõ, hiểu rõ bản chất và bộ mặt thật sự của đám ca nghệ sĩ bẩn, chúng như thế nào và việc một số ông quan tham đã câu kết bao che dung túng cho những sản phẩm khuất tất như thế nào. Với tôi làm và tôi không hối hận và tôi quyết định là đi làm đến cùng sự việc này và các ông đừng có bịt miệng tôi." Kính thưa quý vị, đó là những lời đanh thép của cô Nguyễn Phương Hằng. Thì ngoài những việc động trời của đám ca nghệ sĩ bẩn, ngoài những việc khuất tất của các cơ quan chính quyền, thì đây cũng cho chúng ta thấy xã hội đang phải đối mặt với một vấn nạn mới, đó là thông tin báo chí truyền thông là quy chụp và gắn ghép và chụp mẫu theo định hướng, đó là tất cả những gì mà lương tâm đạo đức của các phóng viên báo chí có thể làm trong suốt thời gian vừa qua. Và chắc chắn rằng đối với tất cả những người dân Việt Nam, chúng ta đã từng nghe câu từ là được chính các báo chí chính thống đăng tải với những nội dung, những cụm từ khó hiểu như tác động vào má để diễn tả một hành động chấm chấm chấm, hay như trong vụ phóng viên bị hành hung vừa rồi thì lại xuất hiện thêm cụm từ đá chân hơi cao của báo Công an và một số báo khác. Thưa quý vị, vừa rồi là những phần tin mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Còn thời lượng bản tin ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong các đoạn video tiếp theo.